Ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Hồng Nhạc, sinh năm 1997, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng, mức án 7 năm tù, và Hoàng Thị Thảo, sinh năm 1994, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng, 5 năm tù, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Trần Hoài Thương, sinh năm 2000, ngụ tại TP.HCM, 6 năm tù về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Theo cáo trạng, 7 người đã bị 3 bị cáo dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, thu nhập từ 20 đến 30 triệu một người một tháng. Khi sang đến nơi, những người này bị ép làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, với công việc lừa đảo qua mạng và thường xuyên bị đánh đập, chích điện, hăm dọa nếu bỏ trốn. Gia đình anh Nguyễn Lê Phát Tài, một trong 7 nạn nhân, phải trả tiền chuộc 183,9 triệu đồng khi nạn nhân mới được về nước.